Thì cô random mở cái message của cô random dùm, tại vì sư gửi qua email Như Pháp nhận không được, giờ sư gửi qua Zalo, mà Zalo thì Như Pháp không có thể mở được trong cái laptop, nên cô Như Pháp gửi bài qua cho cô đó, cô mở ra rồi cô chat ra giùm nha cô. Dạ cô có thấy không? Ồ cô cũng làm được luôn. Sao không biết nay mà cái email con nó trở ngại mà chứ không có gửi đi được. Dạ giờ con không có biết làm sao, không ra hình thôi hả? Dạ rồi không biết làm sao luôn. Nãy giờ con quýt quá. Thôi nếu mà con không biết làm sao để ra được câu duyên sự bạch sư. Con không biết làm sao để ra câu duyên sự, tại vì cái máy laptop con nó rất là yếu nên con không có dám tải cái river về bên cái máy laptop, nên mà gửi gửi qua cái ấy thì con không có mở được ở trong này để con in ra. Hay thôi giờ tùy duyên đi, tùy duyên, giờ biết làm sao, giờ không biết làm sao được, đám đông cũng không làm được luôn. Con chụp cái hình của cái duyên sự gửi qua cô đám đông mà cũng không được, giờ con không biết làm sao. Bây giờ con xin sám hối với quý ngài và đạo trưởng, con làm hết cách rồi. Hay vậy. Dạ Nam Mô Bụt Tha dạ, Nam Mô Tham Ma dạ, Nam Mô Sang Kha dạ, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Dạ, được, dạ sư gửi từng đoạn qua Banh Thoát đi bạch sư. Dạ như vậy rất là tốt, như vừa gửi qua là con sẽ nhận được liền. Dạ chị nhắn qua Banh Thoát cho con đi ân sư rất là nhiều. Dạ. Dạ, một lần nữa con xin sám hối với quý ngài và đạo tràng. Dạ, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con nhận được câu đầu của 148 các bạch sư. Nhà sư tiếp tục gửi giùm cho con. Dạ. Dạ, bây giờ thì rồi, dạ thưa cô. Dạ, cô cảm ơn hai vị nào cầm mic giùm Như Pháp một chút đi, để Như Pháp lấy bài qua gửi qua cho cô rằng đông à. Dạ, vị nào có thể là cầm mic giùm Như Pháp một chút. Dạ. Nam mô Bụt Tha, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức. Kính lễ cô nữ Nhân Pháp kính chào. Ai kêu em đó buông bỏ huynh châu khoan, gia nhân răng rụng quyển mộng. Người phương Nam xích pháp nguồn Lào Cai xích quan thanh Thi An Lạc kính chào tất cả quý Phật tử. Kính chào quý Phật tử. Dạ rồi. Rồi.
thời Sức Nhật Quân sống chưa? Thánh dân Trả Mít ạ. Dạ, vậy hả? Vậy để cấm dân Thỉnh Pháp Sư. Giá Nam Mô Tham Ma, giá Nam Mô Sân Khà, giá con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ Giáo Pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt. Và kính mời quý Phật tử cùng cảm dân Thỉnh Pháp Sư. Thở Phật mới đạt thành quả vị, có Xá Ham Bát Tí Phạm Thiên, cả trong thế giới các miền, thanh cao quán chúng cần chuyên đạo màu, thiện trước Phật đê đầu đảnh lễ, bạch xin Ngài tế thối độ nhân, chúng sanh trong khắp cõi trần, tối mê điên đạo không phân tội tình. Cầu Phật Tổ cao minh ái trúc, hiển quay linh tỉnh thức rất nhiều, hoằng khai đạo pháp cao siêu, tu hành theo đặng kết nhiều thiện duyên. Thế Tôn được mãn viên đạo quý, con hết lòng hoan hỷ tán dương, nhưng vì hoàn cảnh đáng thương, không đành mỏ mặt lạc đường làm thinh. Chúng sanh vốn đa tình lắm bọc, không thông đâu chân thật. Giả tà vô thường khổ não, chấp ta ngày nay sơ ngộ thiết tha nhờ Ngài. Xin mở lượng cao dài răng dạy, chuyển pháp luân diễn giải diệu ngôn, chúng sanh nghe đặng pháp môn, thoát vòng khổ não dập dồn bấy lâu, giải thoát những nguồn câu, giải thoát những nguồn sầu câu thúc, diệt tham lam ái dục bao vòng, tối tâm sẽ được sáng trong, phát sanh trí tuệ hiểu thông tinh tường, thông thấu lẽ vô thường rắn giỏi, ba tưởng trong ba cõi mong manh, vô minh duyên của các hành, cõi căn dẫn dắt chúng sanh luân hồi. Biển trần khổ nổi trôi chìm đắm, bị ngũ ma vây nắm chuyển di, vậy nên cầu đấng từ bi, tạo phiền bát nhã rải đi vớt người, đưa qua chốn tốt tươi yên tịnh, bờ niết bàn chẳng dính trần ai. Như đèn rọi suốt trong hoài, chiếu tia sáng khắp các loài hân hoan, pháp ví trống khải hoàng rầm rộ, luật ví như đại cổ hoàng dương, kinh như dây buộc trên rường, luận như mặt trống quẹt đường vô minh, tiếu diệu đế đó hình dùi trống, giống cua tan giấc mộng trần gian, chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lõ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ qua lần rải khắp rải tản mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn quản, Phật ngậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm nguồn lọc giả ngày dời sân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn, lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập, đáp mưa lạnh rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con đã tỉnh Pháp Sư không? Con kính thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt dạy giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính lễ Chư Tăng Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính mến chào toàn thể quý vị đang có mặt ở trong
Diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay thì ngày Chủ Nhật, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục cho buổi ôn tập cuối tuần. Và kỳ ôn tập cuối tuần Chủ Nhật này, chúng ta sẽ ôn hai câu kệ ngôn Pháp Cú ở trong phẩm Sarawaka Phẩm Già, câu số 148 và câu số 149. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, cô các quý vị, cô Nhật Quỳnh với quý vị, chúng ta nhận được cái tóm tắt duyên sự đầy đủ hả cô ha? Hôm nay thì không phải là cô Nhật Quỳnh nhận không được, mà là do cái email của sư bị có vấn đề, khi mà gửi thì nó không có chuyển đi mà nó chuyển vào cái outbox để tình đạt khắc phục là cái chuyện đó. Dạ sao thuốc. Dạ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Ôn tập cuối tuần câu số 148 và câu số 149 trong phẩm Charawaka Phẩm Già. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sokkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Một lần nữa con xin kính lễ Chư Tăng và được mến chào toàn thể các quý vị đang tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay, ngày Chủ Nhật, chúng ta sinh hoạt buổi ôn tập cuối tuần với hai câu kệ ngôn Pháp Cú số 148 và 149 thuộc phẩm Charawaka Phẩm Già. Và bây giờ thì để bắt đầu cho cái buổi ôn tập này, thì đại sẽ được đọc hai câu kệ ngôn Pháp Cú, Vạn Chánh Kinh và Vạn Việt Ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và sau đó thì sẽ mời tất cả quý vị chúng ta cùng ôn lại cùng với cái duyên sự tấm tắc. Câu số 148. Parichinami dang rupang roga nidhang pa pangkurang hichati puti sandeho maranantan hi jiwitang. Parichinami dang rupang roga nidhang pa pangkurang hichati puti sandeho Maranantani Chivitang. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Câu số 149. Yani mani abathani alabune wasarade kabota kani athini tani desawana karati. Yani mani abathani alabune wasarade kabota kani athini tani disvana karati. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu
thấy chúng còn vui gì. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Hai câu kệ ngôn Pháp Cú số 148 và 149 nằm trong phẩm già Charawakgá, như Tịnh Đạt có đề cập đến. Ở trong cái phẩm này chúng ta sẽ học được rất là nhiều bài học khuyến tu, sách tấn về con đường tu tập mà Đức Phật Ngài đã dạy cho những vị ở trong cái duyên sự mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Và qua đó thì chúng ta cũng học được cái bài học kinh nghiệm cho bản thân mình để ứng dụng trong cuộc sống. Việc học Phật Pháp không chỉ đơn thuần là tiếp thu cái kiến thức mà làm sao ứng dụng vào trong cái cuộc sống, vào trong cái sinh hoạt, thì đó mới làm thật sự đó là một người con Phật. Bởi vì trong Phật Pháp có nói đến là pháp học, pháp hành. Nếu mà mình tròn đủ hai cái phần sự này, có nghĩa rằng chúng ta tìm hiểu, nghe pháp, đọc kinh sách để biết được cái con đường, biết được cái hướng đi, biết được cái phương pháp. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải áp dụng, ứng dụng ở trong cái cuộc sống. Nó không có nghĩa chỉ là đến khi nào chúng ta đến chùa hay là ở thiền đường thì lúc đó chúng ta mới gọi là ứng dụng hay là áp dụng cái lời Phật dạy. Đương nhiên những lúc đó thì chúng ta sẽ có nhiều cái thời gian, nhiều cái không gian để mà nỗ lực tinh tấn, tích cực. Còn như khi ở trong nhà, ở trong cái đời sống bình thường thì làm sao mà chúng ta có thể nhớ lại được lời Phật dạy, ứng xử từng tình huống, thì cũng được xem đó là chúng ta đang thực hành lời Phật dạy. Thì ở trong cái phẩm già này, Charawakgá, là những cái bài học thực tiễn để mà sách tấn bản thân mình thông qua cái lời dạy của Đức Phật. Và bên cạnh đó, cái duyên sự làm cho chúng ta rõ hơn cái tình huống xảy ra. Nếu như chúng ta rơi vào cái tình huống giống như vậy hoặc là tương tự như vậy thì chúng ta lại nhớ cái bài học mà chúng ta đã từng học và chúng ta áp dụng được một cách nhuần nhuyễn. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau để mà ôn những câu kệ ngôn Pháp Cú do Đức Phật Ngài dạy, cũng như là lời Việt ngữ do Ngài Hòa Thượng Minh Châu, cũng như là cái phần duyên sự tóm tắt. Bây giờ xin kính mời các quý vị chúng ta bắt đầu cho cái buổi ôn tập này. Dạ, mời cô Cẩm Vân đầu tiên ạ. Xin mời cô. Dạ, sa thú kính tri ân đại đức. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô phụ nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn câu Pháp Cú số 148. Bá Rí Chin Ná Ní Đăng Ru Băng Rô Gá Mít Thăng Phá Băng Hú Răng Bít Chá Tí Vô Tí Xá Đề Hồ Má Rá Nàn Tành Hí Chi Vi Tăng Phá Rí Chín Ná Ní Đăng Ru Băng Rô Gá Mí Rô Gá Mít Thăng Phá Băng Hú Răng Bít Chá Tí Cù Tí San Đề Hồ Má Rá Năng Tâm Hí Chi Vi Tăng. Sắc này bị suy già,
hổ bệnh tật mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Sắc này bị suy già ổ bệnh tật mong manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Và Duyên Sự câu 148. Đức Bổn Sư thuyết câu kệ khi ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến trưởng lão ni Uttara. Được biết rằng sư bà Uttara đã 120 tuổi nhưng vẫn trì bình khất thực hàng ngày. Sư bà Uttara rất quan hỷ với đời sống xuất gia và thường cúng dường phần vật thực của mình đến chư tăng. Dịp nọ trong khi đi thất thực, sư bà Uttara tác ý muốn cúng dường vật thực đến Đức Phật, nhưng do tuổi đã cao, sư bà không cẩn thận đã vấp té ngã xuống đất. Nhân nói về sự cố do tuổi già sức yếu, Đức Phật đã giảng giải về đề tài sự vô thường mong manh của thể xác này. Cái hình hài suy già này đà cái rừng tập trung bệnh tật dễ hư nát, đã có tụ tất có tan, có sanh tất có tử. Và hết câu duyên số 149. Gia ni ma ni a bát tha ni a la bu ni quá sa ra đề ca bồ ca ca ni a thi ni ta ni đi qua na ca ra ti. Gia ni ma ni a bát tha ni a la bu ni quá sa ra đề ca bồ tá ca ni a thi ni ta ni di qua na ca ra ti. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui vì. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui vì. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Duyên Sự câu 149. Đức Bổn Sư thuyết câu kệ ngôn khi ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến các vị tỳ khu lầm tưởng mình đắc quả. Nhóm năm vị tỳ khu sau khi tinh tấn tu hành đã được đạt được sự an lạc của các tầng thiền, nhưng chưa sạch hết các phiền não. Đức Phật đã chỉ bài đi đến quán tử thi ở Tha Ma mộ địa. Khi mà năm nhóm này nhận thức được rằng tâm mình vẫn còn đầy các phiền não tham ái, khi ấy Đức Phật đã giảng giải về đề tài sự nhàm chán đối với tấm thân tạm bợ này. Trái bầu về mùa thu thì khô tàn, thân này cũng vậy. Khi đã hư hoại thì chỉ còn một đống xương màu lông hạt, rõ thật chẳng có gì vui. Nhờ vậy các vị tỳ khu đã chứng đắc được đạo quả niết bàn. Và hết. Và cảm nhân mời bàn tay của Pháp Nguồn Đạt Ca. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, con xin kính tri ân sư đã cho tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin được phép đọc và ôn bài. Dạ, con xin được đọc bài câu Pháp Cú 148. Cảm ơn con Như Pháp cho bài ạ. Dạ, con xin phép được đọc. Cảm ơn Sittina. Pa pari chin nami
đăng pu pang ro ga ro ga ani pang pa pa hu rang pichati pu ti san de ho maranan tang hi chi hui tang parichin na mi đăng pu ru pang ro ga ni thang pa pang gu rang pichati pu ti san de ho maranan tang hi chi hui tang parichin na mi đăng pu ru pang ro gan ro ga ni thang pa pan gu rang pichati pu ti san de ho maranan tang hi chi hui tang. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin được kể. Bà trí chi năng mì đăng rô băng rô gan nít thăng bà băng vô răng bì cha ti bù ti san đê hô ma ra năn tăng chi hì chi quy tăng bà đi na min đã mi đăng rô băng rô gan nít thăng bà băng vô răng bì cha ti bù ti san đê hô ma ra năn tăng hi chi quy tăng. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc phần duyên sự của bài 148. Đức Bổn Sư thuyết câu kệ ngôn khi ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến trưởng lão Ni Uttara. Được biết rằng sư bà Uttara đã 120 tuổi nhưng vẫn trì bình khất thực hàng ngày. Sư bà Uttara rất hoan hỷ với đời sống xuất gia và thường cúng dường phần vật thực của mình đến chư tăng. Dịp nọ trong khi đi khất thực, bà Uttara tác ý muốn cúng dường vật thực đến Đức Phật, nhưng do tuổi già đã cao, sư bà không cẩn thận đã vấp té xuống đất. Nhân nói về sự cố do tuổi già sức yếu, Đức Phật đã giảng giải về đề tài sự vô thường mong manh của thân xác này. Cái hình hài suy già này là cái rừng tập trung bệnh tật, dễ hư nát, đã có tụ tất có tan, có sanh tất có tử. Dạ hết câu 14. Dạ con xin đọc tiếp. Câu 149. Ya ni ma ni apattha ni ala pu ne qua sa ra de ka po ta ka ni atthi ni ta ni di qua sa ka ra ti. Ya ni ma ni apattha ni ala pu ne qua sa ra đề ca bồ tát ca ni a thi ni ta ni đi qua nakarati. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ya ni ma ni a pa tha ni a la bu ne qua sa ra đề ca po ta ca ni at thi ni ta ni dit qua na ca ra ti. Ya ni ma ni a ta tha ni a la pu ne wa ra sa ra de ca po ta ca ni at thi ni ta ni dit qua na ca ra ti. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin được phép đọc phần duyên sự.
Đức Bổn Sư thuyết câu kệ ngôn khi ngự tại chùa Kỳ Viên đề cập đến các vị tỳ khưu lầm tưởng mình đắc quả. Nhóm 5 vị tỳ khưu sau khi tinh tấn tu hành đã đạt được sự an lạc của các tầng thiền, nhưng chưa sạch hết các phiền não. Đức Phật đã chỉ bày đi đến quán tử thi ở Tha Ma mộ địa. Khi mà nhóm 5 vị này nhận thức được rằng tâm mình còn đầy các phiền não tham ái, khi ấy Đức Phật đã giảng về đề tài sự nhàm chán đối với tấm thân tạm bợ này. Trái bầu về mùa thu thì khô tàn, thân này cũng vậy, khi đã hư hoại thì chỉ còn một đống xương màu lông hạc. Rõ thật chẳng có gì vui, nhờ vậy các vị tỳ khưu đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán hết ạ. Dạ con đã đọc xong, con xin được dâng mic đến một vị khác ạ. Dạ con cảm ơn cô Dạng Đông, cô Như Pháp, con xin phép được xuống mic. Dạ cảm ơn Pháp Vương Lào Cai. Chi Na ơi, Quang Thanh ơi, dạ còn vị nào chưa ông ngoài? Dạ kính mời cô Sương Mai. Dạ cảm ơn cô Đặng Đông. Dạ mời Đào Trang ạ. Dạ con kính đảnh lễ và ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài ạ. Câu pháp cú số 148. Parijinamitang rupang rogatithang pavang gurang vichati putisandeho maranantan hichi vitang. Parijinat mitang rupang roganitang pa phang gurang vichati putisandeho maranantan hichi vitang. Sắc này bị si già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Parinchina midang rupang roga ninthang phavang gurang vichati puti sandeho maranantan hi jivitang. Parinchina midang rupang roga ninthang phavang gurang vichati puti sandeho maranantan hi jivitang. Tích truyện của câu pháp cú số 148. Đức Bổn Sư thuyết câu kệ ngôn khi ngự tại chùa Kỳ Viên đề cập đến trưởng lão Ni Uttara. Được biết rằng sư bà Uttara đã 120 tuổi nhưng vẫn trì bình khất thực hàng ngày. Sư bà Uttara rất hoan nghỉ với đời sống xuất gia và thường cũng dường phần vật thực của mình đến chư tăng. Dịp nọ trong khi đi khất thực, sư bà Uttara tác ý muốn cúng dường vật thực đến Đức Phật, nhưng do tuổi đã cao, sư bà không cẩn thận đã vấp té ngã xuống đất. Nhân nói về sự cố do tuổi già sức yếu, Đức Phật đã giảng về đề tài sự vô thường mong manh của thân xác này. Cái hình hài suy già này là cái rừng tập trung bệnh tật, dễ hư nát, đã có tụ tất có tan, có sanh tất có diệt. Dạ thưa hết câu pháp cú số 148. Câu pháp cú số 149. Ya ni ma ni appatha ni a la bu ne wa sa ra de ka po ta ka ni athi ni ta ni diswa na ka ra ti. Ya ni ma ni appatha ni a la bu ne wa sa ra de ka po ta ka ni athi thì ni ta ni tis hòa na ca ra ti. Như trẻ bầu mùa thu bị vất bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Ya ni
Yani mani apanthani alapune vasarade kaputaka niyantini tani disvana karati yani mani apanthani alapune vasarade kaputaka niyantini tani disvana nakarati. Tích truyện của câu phúc cú số 149. Đức Bổn Sư thuyết câu kệ ngôn khi ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến các vị tỳ khu lầm tưởng mình đắc quả. Nhóm năm vị tỳ khu sau khi tinh tấn tu hành đã đạt được sự an lạc của các tầng thiền, nhưng chưa sạch hết các phiền não. Đức Phật đã chỉ bài đi đến quán tử thi ở Tha Ma Mộ Địa. Khi mà nhóm năm vị này nhận thức được rằng tâm mình còn đầy các phiền não tham ái, khi ấy Đức Phật đã giảng về đề tài tự nhàm chán, rồi với tấm thân tạm bợ này, trái bầu về mùa thu thì khô tàn, thân này cũng vậy, khi đã hư hoại thì chỉ còn một đống xương màu lông hạt, rõ thật chẳng có gì vui. Nhờ vậy các vị tỳ khu đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Dạ, thưa con đã đọc xong, con kính ơn quý sư, quý bà, quý cô, chư nữ và đạo tràng. Dạ, thưa con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ, cảm ơn sư Tina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và Đại Đức Tịnh Đạt và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ như Pháp và cô tu nữ quý Ra Tana. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp, ôn bài câu pháp cú 148. Và cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai cho những nghe tín hiệu rõ. Barichin Nami đăng ru bằng rô ga ni thăng ba phăng vũ răng Phích cha ti bù ta san đề hồ ma ra năn tành hi chi quy tăng Ba ri chín nami đăng ru bằng rô ga ni thăng ba phăng vũ răng Phích cha ti bù ti san đề hồ ma ra nan tành hi chi quy tăng sắc này bị ổ tật bệnh mỏng nhóm bất tịnh đổ vỡ chết chấm dứt mạng sống đối bản dịch hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Bà ri chi na mi đăng ru băng rô ga đi thăng bà phăng gu răng Phật cha ti bù ta san đê hô ma ra nan tanh hi chi quy tăng bà ri chi năng mi đăng rô băng rô ga ni thăng bà phăng gu răng Phật cha ti bù ta san đê hô ma ra nanh nan tanh hi chi quy tăng. Dạ con xin đọc duyên sự 148. Đức Bổn Sư thuyết câu kệ ngôn khi ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến trưởng lão Ní Út Tá Ra. Được biết rằng sư bà Út Tá Ra đã 120 tuổi nhưng vẫn trì bình khất thực hàng ngày. Sư bà Út Tá Ra rất hoan hỷ với đời sống xuất gia và thường cúng dường phần vật thực của mình đến chư tăng. Dịp nọ trong khi đi khất thực, sư bà Út Tá Ra tác ý muốn cúng dường vật thực đến Đức Phật, nhưng do tuổi đã cao, sư bà không cẩn thận đã vấp té ngã xuống đất. Nhân nói về sự cố do tuổi già sức yếu, Đức Phật đã giảng về đề tài sự vô thường mong manh của thân xác này.
cái hình hài suy già này là cái rừng tập trung của bệnh tật dễ hư nát, đã có tụ tất có tan, có sanh tất có tử. Dạ hết ạ. Dạ con xin đọc cô Pháp Cú 149. Rani ni abat tha ni a lia lu la bu ne qua sa ra đề ca bồ ta ca ni a thi ni ta ni di khoa na ca ra ti ra ni ma ni a bát tha ni a la bu ne qua sa ra đề ca bồ ta ca ni a thi ni ta ni di qua na cà ra tị như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bổ câu thấy chúng còn vui gì. Ra ni ma ni a bát tha ni a lu la bu ne qua sa ra đê ca bồ ta ca ni a thi ni ta ni đi qua na ca ra ti ra ni ma ni a bát tha ni a la bu ne qua sa ra đê ca bồ ta ca ni a thi ni ta ni đi qua na ca ra ti. Cho con xin duyên sự của câu. Dạ con cảm ơn cô Dạng Đông. Đức Bổn Sư thuyết câu kệ ngôn khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên đề cập đến các vị tỳ khưu lầm tưởng mình đắc quả nhóm 5 vị tỳ khưu sau khi tấm tinh tấn tu hành đã đạt được quả của các tầng thứ chưa sạch quán tử thích má mộ địa khi mà nhóm 5 vị này nhận thức được rằng tâm mình còn đầy các phiền não tham ái, khi ấy Đức Phật đã giảng về đề tài sự nhàm chán đối với tấm thân tạm bợ này. Trái bầu về mùa thu thì khô tàn, thân này cũng vậy, khi đã hư hoại thì chỉ còn một đống xương màu lông hạt, rõ thật chẳng có gì vui. Nhờ vậy các tỳ khưu đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Dạ con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô tu nữ như Pháp và cô Dạng Đông đã bóp bài ạ. Dạ con cảm con xin xuống mic ạ. Con kính mời vị kế tiếp ạ. Sa thú Sis Quang Thanh, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, cô tu nữ Quy Lý Giá Ratana. Con kính chào đạo tràng. Cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Và con kính tri ân sư. Sau đây con xin đọc ôn câu Pháp Cú số 148. Parichin nami đằng ru Rogatit thằng ba phần vũ rằng Phichati bù tí sẵn đề hồ Má ra nặng tàn hi trì quý tăng Ba ri trì nà mi đằng rù bằng Rogatit thằng ba phần vũ rằng Phichati bù tí sẵn đề hồ Má ra nặng tàn hi trì quý tăng. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ dở, chết chấm dứt mạng sống. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ dở, chết chấm dứt mạng sống. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Sau đây con xin kính đọc duyên sự câu 148. Đức Bổn Sư thuyết câu kệ ngôn khi ngự tại chùa Kỳ Diên, đề cập đến trưởng lão Ni Uttara. Được biết rằng sư bà Uttara đã 120 tuổi, nhưng vẫn trì bình khất thực hàng ngày. Sư bà Uttara rất quan hỷ do đời sống xuất gia và thường cúng dường phần vật thực của mình đến chư Tăng. Nọ, trong khi đi khất thực, sư bà Uttara tác ý muốn cúng dường vật thực đến Đức Phật. Nhưng do tuổi đã cao, sư bà không cẩn thận đã dấp té ngã xuống đất. Nhân nói về sự cố do tuổi già sức yếu, Đức Phật đã giảng về đề tài sự vô thường mong manh của thân xác này. Cái hình hài suy già này là cái rừng tập trung tật, dễ hư nát, đã có tụ tất có tan, có sanh tất có tử. Dạ thưa, chấm dứt câu 148. Sau đây xin kính đọc tiếp câu 149. Dạ ni mà ni a pa tha ni a la bu ne wa sa ra đề ca bồ ta ca ni a thi ni ta ni di swa na ca ra tí. Dạ ni mà ni a pa tha ni a la bu ne wa sa ra đề ca bồ ta ca ni a thi ni ta ni di swa na ca ra tí. Như trái bầu mùa thu bị dấp bỏ quăng đi, nhóm xưng rắn bồ câu thấy chúng còn vui gì. Như trái bầu mùa thu bị dấp bỏ quăng đi, nhóm xương rắn bồ câu thấy chúng còn vui gì. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đức Bổn Sư thuyết câu kệ ngôn khi ngự tại chùa Kỳ Diên, đề cập đến các vị tỳ khu lầm tưởng mình đắc quả. Nhóm năm vị tỳ khu sau khi tinh tấn tu hành đã đạt được sự an lạc của các tầng thiền, nhưng chưa sạch hết các phiền não. Đức Phật đã chỉ bài đi đến quán tử thi ở Tha Ma mộ địa. Khi mà nhóm năm vị này nhận thức được rằng tâm mình còn đầy các phiền não tham ái, khi ấy Đức Phật đã giảng về đề tài sự nhàm chán đối với tấm thân tạm bợ này. Trái bầu về mùa thu thì khô tàn, thân này cũng vậy, khi đã hư hoại thì chỉ còn một đống xương màu lông hạt, rõ thật chẳng có gì vui. Nhờ vậy các vị tỳ khu đã chứng đắc được đạo quả A La Hán. Dạ thưa, duyên sự đến đây đã hết. Không biết chị Sương Mai có lên ôn kệ không, kính mời chị. Dạ kính mời cô Nhi Pháp. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông. Dạ, cô Sương Mai có ôn bài không cho Như Pháp một tín hiệu à? Dạ, cảm ơn cô Hoàng Liệt cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, không thấy tín hiệu cô Sương Mai, dạ con xin phép được ôn bài. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như Pháp kính chào đạo tràng, cảm ơn cô Rạng Đông cho bài học. Bari chin nang mi đăng su bằng rỡ gan nít thăng pháp hành gu răng vích chi tị bù chi sành đề hờ ma ra nành tăng hi chi vi tăng. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mẫn manh, nhóm mất tịnh đỡ vợ chết chấm dứt mạng sống. Mari chinna mi đăng su bằng rô gà ni thăng pha phanh gu răng thích cha ti bu ti san đê hờ ma ra nan tăng chi hi chi vi tăng. Dạ, cô Giảng Đông chờ Như Pháp đọc duyên sự. Như Pháp xin phép đọc lần thôi, tại thấy sắp hết giờ rồi. Đức Bổn Sư thuyết câu kệ ngôn khi ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến trưởng lão Ni Uttara.
Được biết rằng sư bà Uttara đã 120 tuổi nhưng vẫn trì bình khất thực hàng ngày. Sư bà Uttara rất hoan hỷ với đời sống xuất gia và thường cúng dường phần vật thực của mình đến chư tăng. Dịp nọ trong khi đi khất thực, sư bà Uttara tác ý muốn cúng dường vật thực đến Đức Phật, nhưng do tuổi đã cao, sư đã vấp té ngã xuống đất. Nhân nói về sự cố do tuổi già sức yếu, Đức Phật đã giảng về đề tài sự vô thường manh của thân xác này. Cái hình hài suy già này là cái rừng tập trung bệnh tật, dễ hư nát, đã có tụ tất có tan, có sanh tất có tử. Dạ, hết câu Duyên Sự 148. Chào, cảm ơn cô Đăng Đông. Dạ ni mani ấp bát ta ni a la phù nê quá xa ra đề ca bô tát ca ni ắt thì ni ta ni đi so na ca ra đi. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhỡm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Và đây là bản phô thơ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Đức Bổn Sư thiết câu kệ khi ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến các vị tỳ khu làm tưởng mình đắc quả. Nhóm năm vị tỳ khu sau khi tinh tấn tu hành đã đạt được sự an lạc của tầng thiền, nhưng chưa sạch hết các phiền não. Đức Phật đã chỉ bài đi đến quán tự thi ở Tha Ma Bồ Địa. Khi mà nhóm năm vị này nhận thức được rằng tâm mình còn đầy các phiền não tham ái, khi ấy Đức Phật đã giảng về đề tài sự nhàm chán đối với tấm thân tạm bợ này. Trái bầu về mùa thu thì khô tàn, thân này cũng nguỵ, khi đã hư hoại thì chỉ còn một đống xương màu lông hạt. Rõ thật chẳng có gì vui, nhờ vậy các vị tỳ khu đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ con đã ôn bài xong. Con xin thay mặt đầu, dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức như pháp, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đầu tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay. Chúng con thành kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ sa thú lần hai. Dạ một lần nữa xin được tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh trong cái ngày hôm nay, ôn tập cuối tuần. Hôm nay thì chúng ta ôn tập hai câu kệ ngôn 148 và 149. Qua hai câu kệ ngôn này thì chúng ta thấy rất là rõ về cái chủ đích của các ngài đã tập hợp những câu kệ ngôn thành một phẩm gọi là phẩm già Charawaka. Những câu kệ ngôn có nội dung tương tự, giống có ý nghĩa tương tự, và trong hai câu kệ ngôn này đều Đức Phật ngài đều nhắc đến cái việc đó là sự thật của cuộc đời, về cái khổ của cái già, về cái nhàm chán của cái xác thân. Không biết chúng ta ở đây những vị chúng ta ở đây đã có được những cái tư tưởng này hay chưa. Sự thật cuộc đời, những cái khổ đau mà chúng ta trải qua đó, nhiều khi chúng ta chỉ để ý đến cái việc đó là đau khổ và sướng vui của cái xác thân này, hoặc là đau khổ hay là sướng vui của cái cảm giác. Chúng ta quên đi rằng chúng ta đang lớn lên và đang già đi,
Cái sự lớn lên và già đi đó là một kết nối rất là tương đối. Lớn lên là sao? Lớn lên là nhỏ, lớn lên để trưởng thành. Và già đi là trưởng thành rồi thì bắt đầu già, bắt đầu là lão hóa. À, giống như là đi lên đồi, trèo dốc rồi xuống đồi, thả dốc. À, cách nói đúng đắn hơn đó là chúng ta đang chịu cái sự vô thường thay đổi từng giây khắc, cho dù đó là cái sự lớn lên hay là cái sự già nua. À, đương nhiên thì rất là dễ khi mà nhận biết khi mà chúng ta đã về tuổi, về xế chiều đó, thì có những cái hiện tượng làm cho chúng ta khó chịu, đó là cái sức khỏe khi mà lớn tuổi này không còn cường tráng như là còn thanh thiếu niên, rồi tóc thì không còn đen nhánh nữa mà nó chuyển sang màu bạc, à rồi răng cỏ thì nó cũng lung lay, rồi da thì nhăn, à, giọng nói thì thều thào. Thì tất cả những hiện tượng đó nó làm cho mình khổ. Tại sao mình khổ? Tại vì nó không như ý mình muốn. Như Tịnh Đạt nói rằng cái sự lớn lên, trưởng thành hay là sự già nua đều là cái sự vô thường biến đổi từng giây khắc một. Tuy nhiên cái già làm cho mình khổ bởi vì mình không chấp nhận được nó. Và trong cái hai cái câu kệ ngôn này, Đức Phật Ngài nói về cái việc đó là cái tuổi già nó đáng sợ lắm, à, và nó đáng nhàm chán, và phải hay biết được nó thì lúc đó mình mới cố gắng nỗ lực để mà tiến triển trên con đường thiện pháp. Như nhiều khi thấy già, thấy tóc bạc rồi lo đi mà nhuộm, lo đi mà căng da, lo đi mà tẩy trắng vân vân, làm cho níu kéo cái tuổi thanh xuân. Thì cái việc đó là cái việc hội đời sống riêng cá nhân, chúng ta không can thiệp. Nhưng các vị phải luôn luôn đặt trong đầu mình một cái điều, đó là cái hiện tượng này là một cái hiện tượng cần phải được thức tỉnh để tiến bước xa, quay lại với bản thân mình và tiến bước xa trên con đường thiện pháp. Đây là cái hiện tượng sắp sửa, đó là kết thúc mạng sống, cho nên cần phải tranh thủ cái thời gian. Thì hôm nay chúng ta học hai câu kệ ngôn pháp cú này, cũng như là những câu kệ ngôn pháp cú trong cái phẩm già này, là những cái câu bài học khuyến tu rất là hữu hiệu, rất là đời thường, rất là thực tiễn ở trong cuộc sống mình, không ở đâu ngoài cái xác thân này hết. Chúng ta thấy pháp, lời dạy của Đức Phật không đâu ngoài xác thân này hết. Và nhìn theo cái chiều tích cực á, thì tự nhiên chúng ta sẽ có nhiều cái động lực để mà dành nhiều cái thời gian, không gian cho cái việc mà cải thiện, phát triển cái thiện pháp mình. Thì đó là cái bài học ngày hôm nay, thưa quý vị. Nếu như không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ tiếp tục cho buổi ôn tập chủ nhật kỳ tới. Đó là câu kệ ngôn pháp cú số 150, liên quan đến một cái vị tỳ kheo ni Nanda. Và câu số pháp cú số 151 liên quan đến một cái bà hoàng hậu tên là Malika. Chúng ta sẽ ôn tập hai câu kệ ngôn 150 và 151. Xin được tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia giảng pháp cú kinh, cũng như là ôn tập cuối tuần, buổi ôn tập cuối tuần ngày chủ nhật. Xin được kính tri ân và kính chúc chư tăng tất cả quý vị luôn được sự khinh an tấn hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời cô Cấm Vân trở lại với diễn đàn ạ. Sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã hướng dẫn chúng con ôn cuối tuần ngày hôm nay, và chúng con kính